Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: thanh tra vụ nữ giáo viên tiểu học Sài Sơn B tố bị nhà trường trù dập bấy lâu nay. Nữ giáo viên trường tiểu học Sài Sơn B tố mình bị trù dập vì chống tiêu cực. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai thanh tra lại toàn bộ sự việc. Cụ thể như thế này: ngày 28 tháng 3, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai để thanh tra lại toàn bộ sự việc liên quan đến cô Nguyễn Thị Túc, là giáo viên trường tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Theo ông Phạm Văn Đại, trước đây Sở đã giao cho Ủy ban Nhân dân huyện thanh tra đơn thư tố cáo của công dân. Tuy nhiên, sau khi nhận được văn bản trả lời, cô Túc vẫn còn nhiều thắc mắc và không đồng tình với kết luận nên Sở phải lập đoàn để thanh tra lại, kiểm tra lại mọi vấn đề. Trước đó, ngày 25 tháng 3, ông Nguyễn Khắc Thắng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai cho biết, sau khi cơ quan chức năng xác minh nội dung đơn giải quyết của 25 phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã ra thông báo kết luận về vụ việc. Theo ông Thắng, kết luận của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai nêu rõ và xác minh cho thấy về chất lượng giảng dạy của cô Tức được thể hiện tại kết quả kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2020 và năm 2021. Như ý kiến của phụ huynh học sinh nêu là đúng thực tế, để thể hiện môn lịch sử, địa lý lớp 4, lớp 5 do cô Tức giảng dạy ra kết quả rất thấp, tỷ lệ học sinh xếp loại hoàn thành tốt thấp hơn nhiều so với bình quân chủng của huyện là khối 4 là 0%, huyện 41,5%, khối 5 là 9%, huyện thì lại 41,5%. Trong đó, tỷ lệ học sinh xếp loại chưa hoàn thành môn học quá cao so với tỷ lệ bình quân của môn học của huyện, như là khối lớp 4 là có 59,7%, mà huyện chỉ có 2,9% mà thôi. Còn khối lớp 5 thì ở đây 16,27%, nhưng huyện chỉ có 0,96%. Việc tổ chức lớp học trên của cô Túc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người giáo viên trong việc tổ chức lớp học. Cô không bao quát học sinh trong giờ học để học sinh đùa nghịch tự do làm việc riêng trong lớp. Tiết học không hiệu quả dẫn đến chất lượng kém. Cô Tiếp còn có những hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong lời nói, làm việc và các mối quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Ông Thắng nói như vậy đó. Và từ kết quả xác minh như trên, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức kiểm tra và rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học Sài Sơn B. Trong công tác quản lý chuyên môn, ngoài ra giao cho hiệu trưởng trường tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cô Nguyễn Thị Túc về hiệu quả giáo dục và chất lượng kém đối với học sinh. Trong đó, trước đó, Nguyễn Thị Túc đã gửi đơn lên cơ quan chức năng trình bày hàng loạt vấn đề khi cô bị trù dập và bức xúc. Cụ thể, trong quá trình giảng dạy, cô bị nhà trường tìm cách để hạ thấp chất lượng giảng dạy. Ngoài ra, cô bị ban giám hiệu phân công giảng dạy không phải thế mạnh về chuyên môn. Theo cô Túc, bản thân của cô có 6 năm liền là chiến sĩ thi đua từ năm 2012 cho đến năm 2018. Có nhiều phụ huynh đã gửi gắm con mình cho cô học, không cho theo cô học. Tuy nhiên, đã có một số cá nhân đứng sau kích động phụ huynh làm đơn không cho con của họ theo cô học nữa. Đặc biệt, sự việc càng đẩy đi xa hơn khi cô giáo này tố cáo học sinh khối 5 do cô giảng dạy liên tục quậy phá, hành hung cô giáo. Cứ đến tiết học của mình, các em học sinh đồng loạt làm việc riêng, không học bài, gây mất trật tự. Thậm chí có những em còn mang theo chăn đến lớp, chơi bài trong lớp nữa các bạn. Cô Tức nêu trong đơn và cho biết thêm về việc này, cô đã nhiều lần báo cáo qua các buổi họp hội đồng, họp tổ, phòng giáo dục huyện. Nhưng các bạn không biết sự việc như thế nào, nhưng mà qua đây các bạn thấy không? Không biết phải có bị trù dập cô giáo này hay không, nhưng mà chất lượng mà giảng dạy á, giống như là muốn đánh sập một quốc gia, chỉ đánh vào cái bộ máy mà giáo dục mà thôi. Các bạn thấy không? Cần phải kiên quyết cái vấn đề này, chống tiêu cực trong giảng dạy. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn.